Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ Ba ngày 1 tháng 11. Thưa quý vị, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5,2% so với tháng trước. Hai lĩnh vực đạt tăng trưởng cao nhất là công nghiệp chế biến và các ngành sản xuất phân phối điện, ga, nước. Kết quả này do Tổng cục Thống kê phổ biến hôm qua cho biết những ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất tăng gồm có sản xuất đồ gốm, đồ sứ, sản xuất mô tô, xe máy, sản xuất đường, bột, sản phẩm từ các kim loại. Một số ngành khác có chỉ số sản xuất giảm, trong đó có khai thác dầu thô, khí tự nhiên, sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu, sản xuất cáp điện, đóng và sửa chữa tàu. Một thống kê khác trong lĩnh vực xã hội cho hay, trong 10 tháng nay, cả nước hiện có 600.000 hộ còn nghèo đói, tương đương với trên 2 triệu lượt nhân khẩu đói kém. Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, thì từ đầu năm đến giờ, các cấp, ngành địa phương đã hỗ trợ cho các hộ đói nghèo 17.000 tấn lương thực và cấp ngân khoảng 9 tỷ 200 triệu đồng. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vật giá tăng cao, chính phủ cũng tuyên bố đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của các đối tượng có thu nhập thấp và cải thiện cuộc sống của họ. Dịch tay chân miệng tiếp tục lan tràn, khó trị và dịch sốt xuất huyết gia tăng tại Việt Nam. Tờ Lao động loan tin này hôm qua, trích dẫn số liệu Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 10 vừa qua có thêm hơn 19.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 21 ca tử vong. Số ca sốt xuất huyết trong tháng là 7.500 ca với 6 trường hợp tử vong. Các bác sĩ cho biết, việc chẩn đoán dịch sốt xuất huyết dễ bị lầm lẫn với những chứng bệnh có dấu hiệu khá giống nhau, khiến cho bệnh tình nặng thêm và nguy hơn. Cơ quan y tế cũng cảnh giác người dân về các căn bệnh ngoài da do triều cường, lũ lụt gây ra vì thường xuyên ngâm mình trong nước bẩn. Việt Nam là một trong 3 nước nhập khẩu vũ khí của Nga nhiều nhất trên thế giới. Tin này do VTC News loan đi hôm qua và cho biết 3 nước Việt Nam, Venezuela và Ấn Độ chiếm đến hơn 67% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự của Nga trong thời gian từ năm 2011 cho đến 2014. Thống kê cho thấy giá trị nhập khẩu của vũ khí Nga của Việt Nam là hơn 9% trong năm nay và năm tới. Đến năm 2014 đạt gần 15% tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga. Liên đoàn Ả Rập đang chờ phúc đáp từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad về đề nghị chấm dứt ngay những cuộc đổ máu tại quốc gia này, trong khi bạo động vẫn lan rộng nơi đây. Ngoại trưởng Qatar Anthony loan báo điều này. Ông là trưởng phái đoàn Bộ trưởng khối Ả Rập, thảo luận với đại diện của Syria về kế hoạch ngưng toàn bộ những vụ bạo động, bắn giết. Lên tiếng với báo chí tại Doha, thủ đô của Qatar, Ngoại trưởng Anthony tuyên bố những cuộc đàn áp tại Syria có thể biến nước này thành lò lửa như từng xảy ra tại Tunisia, Ai Cập và Libya. Theo Liên Hiệp Quốc, các vụ xung đột đã giết chết trên 3.000 người dân Syria trong gần 8 tháng nay. Trong khi đó, Tổng thống Syria Assad vẫn cảnh báo là mọi cuộc can thiệp của Tây Phương đối với Syria sẽ gây nên một trận động đất lớn cho toàn khu vực Trung Đông. Nhiều đoàn thể đấu tranh yêu cầu Liên đoàn Ả Rập khai trừ chế độ độc tài Syria ra khỏi khối Ả Rập, hiện có 22 nước thành viên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.